Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Con đã hy sinh sự sống của mình để cho người khác được sống. Quý vị thân mến, ai cũng vậy, mất con thì rất đau xót. Con còn rất trẻ nhưng mẹ cũng rất tự hào về con. Con đã hy sinh sự sống của mình cho người khác được sống. Đó là tâm sự của mẹ chiến sĩ vừa hy sinh khi tham gia chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội. Như báo chí đã đưa tin, chiều ngày 1 tháng 8 xảy ra vụ cháy tại quán karaoke ISIS ở số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đã khiến 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ. 3 cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy hy sinh, gồm Trung tá Đặng Anh Quân, sinh năm 1977, đội trưởng, Trung úy Đỗ Đức Việt, sinh năm 1998, cán bộ, binh nhì Nguyễn Đình Phúc, sinh năm 2003, chiến sĩ nghĩa vụ. Phúc ơi, chờ chị để chị gặp em lần cuối nhé. Sáng ngày 2 tháng 9, tại nhà binh nhì Nguyễn Đình Phúc, sinh năm 2003, tại số 103B, C3, khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, rất đông hàng xóm, người thân, lực lượng chức năng đã có mặt để giúp gia đình chuẩn bị tang lễ. Chia sẻ với báo chí, chị Tống Hoàng Yến là chị gái cùng mẹ khác cha với chiến sĩ Phúc, cho biết gia đình có 3 chị em. Phúc là em út trong nhà, bố Phúc mất cách đây 6 năm, hiện Phúc đang ở cùng với mẹ. Nói về chiến sĩ Phúc, cả mẹ và chị gái đều cho biết anh ở nhà rất ngoan. Tham gia nghĩa vụ quân sự là quyết định của Phúc, tuy nhiên anh lúc đó có đắn đo vì khi đó cũng có kết quả báo thi đỗ đại học. Phúc sau đó quyết định đi nghĩa vụ công an. Sau khi đi nghĩa vụ là Phúc rời xa gia đình, được rèn luyện trong môi trường tập thể công an, Phúc đã biết nghĩ hơn nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều. Có chút tiền trợ cấp là tích góp mua cho mẹ chút đồ, lúc cái này lúc cái kia, rất là hào hứng, phấn khởi nhiệt tình và háo hức, có thành tích gì cũng về khoe, chị Yến kể. Chiều qua, mẹ tôi gửi hình ảnh chụp màn hình trên báo đưa tin có 3 người hy sinh, trong đó có chiến sĩ là Nguyễn Đình Phúc. Lúc đó, chưa biết sự việc như thế nào, tôi còn gọi hỏi lại mẹ, mẹ nhắn gì cho con đấy? Trong đầu cũng không thể nghĩ được rằng sự việc đã như thế rồi. Ngay lập tức tôi bắt xe đi từ Thường Tín đi lên đây. Trong quá trình di chuyển, sợ tắc đường, tôi vẫn lẩm bẩm trong đầu. Phúc ơi, em cố gắng em chờ chị để chị gặp em lần cuối. Lúc tôi vừa đến thấy rất đông người ở đây nhưng lại không thấy người nhà mình. Sau đó một chị công an cho biết người nhà của Phúc đã vào gặp rồi thì tôi tức tốc chạy vào trong nhà và nhìn được mặt em lần cuối. Chị Yến nghẹn ngào nhớ lại. Còn nhớ ngày 15 tháng 7 vừa qua là sinh nhật của Phúc nhưng em không được về. Tôi còn nhắn tin bảo là chị có chút quà gửi cậu. Bao giờ cậu được nghỉ phép về thì cả nhà sẽ tổ chức sinh nhật bù cho nhé. Từ đợt đấy, Phúc cũng không có dịp gì để về nhà cả. Thành ra không được tổ chức sinh nhật lần cuối. Chị Yến trào nước mắt nói, mẹ rất tự hào về con. Cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, sinh năm 1972, mẹ của Phúc cho biết khi gia đình nhận tin dữ không phải từ đơn vị mà người quen. Lúc đó tôi hy vọng không phải con mình, nhưng khi hỏi đơn vị thì các anh ấy báo thật sự sốc, em ngoan, làm gì cũng cẩn thận chu đáo, không nghĩ xảy ra như vậy. Ngày nào cũng chia sẻ với mẹ, thi đại học Phúc đỗ trường ngoại ngữ vì giỏi tiếng Anh, đi nghĩa vụ không phải là chấm dứt con đường học, nhưng khi vào công việc lại rất yêu nghề và thích. Chịu khó sáng tạo hay xung phong đi, có thể nói là dũng cảm. Cô Hạnh nói, tôi biết trước khi hy sinh, Phúc đã cùng đồng đội cứu được 8 người ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, khi quay trở lại hiện trường thì xảy ra sự việc đau lòng này, là người có trách nhiệm. Ai cũng vậy, mất con thì rất đau xót, con còn rất trẻ nhưng mẹ rất tự hào về con. Con đã hy sinh sự sống của mình cho người khác được sống. Mặc dù con rất trẻ nhưng đã biết hy sinh cho mọi người, mẹ rất tự hào. Cô Hạnh nghẹn ngào. Còn gần 80.000 tỷ đồng chưa thể thu hồi trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa hoàn tất báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó, Bộ Tư pháp khẳng định đã chỉ đạo hệ thống thi hành án dân sự triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 04 CTTW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Việc phối hợp với các ngành nội chính, tòa án, kiểm sát, công an, ngân hàng, bảo hiểm xã hội trong hoạt động thi hành án dân sự tiếp tục được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thi hành án. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp tiếp tục được rà soát, kiện toàn, kịp thời giải quyết nhiều vụ phức tạp kéo dài. Đến hết tháng 6 năm 2022,
tổng số tiền phải thi hành gần 333.000 tỷ đồng, trong đó số có điều kiện thi hành án là gần 176.000 tỷ đồng. Các cơ quan thi hành án đã thi hành xong trên 52.166 tỷ đồng, tăng hơn 16.930 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, đạt tỷ lệ 29,47%. Một số địa phương đạt kết quả thi hành án cao về tiền là Hà Nam, Khánh Hòa, Phú Yên, Cao Bằng, Lai Châu. Riêng việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, Bộ Tư pháp cho biết tổng số tiền thi hành trên 129.619 tỷ đồng. Các cơ quan đã thi hành án xong trên 49.838 tỷ đồng, còn phải thi hành hơn 79.781 tỷ đồng. Trả lời đề xuất của thành phố Đà Nẵng về công tác kiểm tra, thanh tra đối với các cơ quan thi hành án dân sự trong việc tổ chức đấu giá tài sản thi hành án, Bộ Tư pháp nhấn mạnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt nội dung của luật đấu giá tài sản, trong đó chú trọng về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản thi hành án theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, phúc tra kết quả kiểm tra việc bán đấu giá tài sản để thi hành án tại 6 địa phương là An Giang, Hà Nội, Bình Thuận, Lâm Đồng, Hậu Giang, Kiên Giang, đồng thời thành lập 4 đoàn thanh tra tại tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hà Nội. Dự kiến trong năm 2022 sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra một số cơ quan thi hành án dân sự, trong đó có cơ quan thi hành án dân sự Đà Nẵng. Công tác kiểm tra, thanh tra đối với cơ quan thi hành án dân sự trong việc tổ chức đấu giá tài sản thi hành án tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo qua từng năm, đã kịp thời phát hiện, phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật. Trong thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được quan tâm, tăng cường thanh tra kiểm tra, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật. Bộ Tư pháp cho hay, từ nay tới cuối năm 2022, cơ quan này sẽ giải quyết những khó khăn vướng mắc, bất cập trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, theo chỉ thị số 04 CTTW, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự. Dự án thép 8.100 tỷ đắp chiếu, Thủ tướng sốt ruột và sốt ruột. Thưa quý vị, đến người bảo vệ ở kho thiết bị cũng bày tỏ sốt ruột với thực trạng dự án, chỉ mong muốn giải quyết việc này cho sớm. Người dân còn như vậy thì chúng ta ngồi đây phải thấy trách nhiệm của mình thế nào. Ngoặc kép là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến thị sát dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên. Đúng là không thể không sốt ruột với một dự án bắt đầu từ năm 2007 và đến giờ vẫn ngổn ngang, dở dang, bỏ hoang với những lộ thiết bị phủ bạt bỏ ngoài trời hoặc hư hỏng rỉ sét trong kho suốt 15 năm. Không thể không sốt ruột bởi các vướng mắc từ hợp đồng ký với Tập đoàn Khoa học Công nghệ và Thương mại luyện kim Trung Quốc MCC giờ vẫn tiếp tục bế tắc như đã từng bế tắc suốt nhiều năm và vẫn chưa có hướng tháo gỡ. Phải mở ngoặc, đây là một trong 12 dự án yếu kém thua lỗ của ngành công thương đã được chỉ đạo xử lý suốt bao năm qua và giờ vẫn tồn tại ở dạng như một đống phế liệu. Từ tổng mức đầu tư ban đầu 3.800 tỷ đồng, dự án này đã đội lên 8.100 tỷ đồng. 4.400 tỷ đồng đã được ném vào để thanh toán tới 95% tiền mua sắm thiết bị vật tư cho nhà thầu MCC. Nhưng 8.100 tỷ chắc chắn chưa phải là con số cuối cùng, bởi nếu tiếp tục thực hiện dự án theo hình thức EPC, nhà thầu tính toán cần phải đầu tư thêm 105,4 triệu đô la Mỹ, tương đương 2.424 tỷ đồng nữa. Năm 2017, đã có 3 phương án được đưa ra, hoặc tiếp tục hợp đồng, hoặc thanh lý hợp đồng với MCC, hoặc là khởi kiện nhà thầu này trên cơ sở tham vấn các ý kiến của Bộ Tư pháp và tư vấn luật để đảm bảo điều kiện pháp lý. Đó cũng là thời điểm có 3 doanh nghiệp thép của Việt Nam muốn mua lại dự án, trong đó công ty cổ phần thương mại Thái Hưng cũng ở Thái Nguyên đã trả giá khoảng 1.500 tỷ đồng, tổng mức đầu tư 8.100 tỷ đồng, đã chi 4.400 tỷ và được trả giá nhấn mạnh năm 2017 là 1.500 tỷ đồng. Đúng là không thể không sốt ruột. Hôm qua, sau nhắc tới tâm trạng của ngay cả một người bảo vệ, Thủ tướng đã giao đề bài, phải tìm được phương án xử lý khả thi nhất. Người đứng đầu chính phủ đã giao một phó thủ tướng trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề của dự án như đã từng để xử lý tháo gỡ vướng mắc dự án nhiệt điện Thái Bình 2. Có lẽ dự án này cần một sự quyết liệt, quyết đoán để thực sự chấm dứt sự bế tắc, chứ ngay cả một đống sắt vụn mà vẫn phải chi phí hao mòn, duy tu, bảo dưỡng vẫn lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm thì dân nào chịu thấu. Đừng để nỗi đau theo nữ sinh xuống mồ. Thưa quý vị, trong vụ tai nạn giao thông đau lòng cướp đi sinh mạng nữ sinh ở Ninh Thuận, còn nhiều điều uẩn khúc gây bức xúc cần được làm sáng tỏ. Những ngày qua, dư luận xôn xao về cái chết do tai nạn giao thông của em Hồ Hoàng Anh, nữ sinh lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn. Nữ sinh lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận hôm 28 tháng 6 vừa qua.
Ai cũng thấu cảm nỗi đau xé lòng của bậc sinh thành trước sự ra đi đột ngột của cô gái dễ thương, ngoan hiền và học giỏi. Tuy nhiên, chỉ là sự thấu cảm thôi vẫn chưa gây xôn xao trong dư luận nếu không xuất hiện đơn khiếu nại của người cha gửi đến lãnh đạo và các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận, mà trong ấy ẩn chứa nhiều điều khó hiểu. Trong đơn, cha của nữ sinh tử nạn, ông Hồ Hoàng Hùng, 62 tuổi, ngụ phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, cho biết chiều ngày 13 tháng 7, cơ quan điều tra công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm thông báo đến gia đình kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của con gái ông. Phiếu xét nghiệm do bác sĩ Quảng Đại Hồng chỉ định và Trần Trương Giang Mai ký dưới góc phải có đóng dấu treo bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của con gái ông lên đến 0,79mg trên 100ml máu. Không chỉ làm ông ngỡ ngàng, bức xúc mà những người đọc được đơn này cũng không biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Một trưởng phòng cảnh sát giao thông cho biết, nồng độ cồn như thế là nằm ở khung đầu trong 3 khung xử phạt về hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe. Khung 1 chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu. Nồng độ cồn tuy không cao, nhưng liệu có thể tồn tại trong máu một nữ học sinh học giỏi, ngoan hiền, chăm chỉ, lễ phép, luôn vui vẻ, lạc quan, dễ thương, tràn đầy nhiệt huyết và chưa bao giờ biết sử dụng rượu bia? Như xác nhận của cô giáo chủ nhiệm Phạm Nguyễn Hoàng Minh và hiệu trưởng Trần Văn Trung của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, lạ hơn nữa là nồng độ cồn ấy được đo sau khi em Hồ Hoàng Anh gặp nạn vào lúc khoảng 8 giờ sáng trên đường nhận giấy báo thi trở về. Trừ những người nghiện, liệu có ai đi uống rượu bia trước 8 giờ sáng? Đừng nói đây là một nữ sinh. Trong khi đó, xác nhận của một nhóm bạn thân em Hồ Hoàng Anh. Tối trước, nhóm bạn có học nhóm tại một quán cà phê, không em nào sử dụng nước uống có cồn, riêng Hoàng Anh chỉ sử dụng nước lọc mang theo. Một nhóm khác cùng nhận giấy báo thi với Hoàng Anh cũng xác nhận, bạn Hoàng Anh lúc đấy hoàn toàn tỉnh táo, hòa nhã, không có bất kỳ dấu hiệu biểu hiện sử dụng rượu bia. Vậy kết quả nồng độ cồn 0,79mg trên 100ml máu như trong phiếu xét nghiệm do Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận được thực hiện lấy ở đâu ra? Gia đình nạn nhân cũng đang khiếu nại về việc lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn đối với một vị thành niên bị tai nạn nhưng lại không có sự chứng kiến của gia đình, làm chứng của cơ quan chức năng, cũng như vì sao không kiểm tra nồng độ cồn tại hiện trường của tài xế xe con Hoàng Văn Minh trong vụ tai nạn. Clip từ camera an ninh còn ghi lại, hình ảnh rất phản cảm là ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế Hoàng Văn Minh bước xuống xe, tay vẫn đang cầm điện thoại để nói chuyện. Điều này càng làm gia đình nạn nhân thêm bức xúc và đặt vấn đề phải chăng vì vừa lái xe, vừa nghe điện thoại như vậy, tài xế đã gây tai nạn. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra khu vực 3, quân chủng phòng không không quân để tiếp tục điều tra. Cần điều tra làm rõ, làm sáng tỏ mọi việc, ai là người gây tai nạn, quy trình lấy mẫu xét nghiệm có đúng, trách nhiệm như thế nào và dù là ai đi chăng nữa, nếu sai và cố tình làm sai cũng phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Dư luận đang chờ, quần khúc cần phải làm rõ, đừng để theo nạn nhân xuống mồ.